Tiếng nằm trong chuyện tình cảm thường là một vấn đề tế nhị mà trong văn hóa của chúng ta, người ta thường ít nhắc tới. Quan điểm về chuyện tiền nong giữa nam và nữ thì cũng có những khác biệt lớn. Vlog ngày hôm nay của mình sẽ được dành để nói lên quan điểm của riêng mình về những khác biệt này nhé. Trước khi chúng ta đi vào nội dung chính thì các bạn đừng quên nhấn nút subscribe và chuông để nhận được thông báo mỗi khi có vlog mới nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Câu hỏi đầu tiên mà nhiều người thường nghĩ tới khi nhắc tới tiền và hẹn hò là ai trả tiền? Có người thì nghĩ con trai mặc nhiên là phải trả hết. Quan điểm này không chỉ phổ biến ở các bạn nam mà cả ở nhiều các bạn nữ. Có người thì lại nói chia đôi vì các nước văn minh phương Tây đều sòng phẳng như vậy. Bao giờ chính thức là người yêu thì tính sau. Có thể thấy cả hai quan điểm này nằm ở hai đầu đối nghịch nhau và thường cái gì cực đoan quá thì cũng đều không tốt. Để hết trách nhiệm lên đàn ông thì cũng không tốt mà sòng phẳng quá thì cũng không tốt. Vì vậy quan điểm của mình sẽ nằm ở giữa. Mình cho rằng con trai nên là người chủ động trả tiền cho cả hai trong buổi hẹn đầu tiên. Cái này thì không phải là để khoe mẽ hay là chứng minh gì đâu, mà đơn giản là vì nó là một phép lịch thiệp của một gentleman thôi. Nó cũng giống như việc một người đàn ông thường được đánh giá cao nếu mở cửa xe cho phụ nữ, hay nếu đi xe máy thì sẽ gạt chân để đằng sau xuống cho người phụ nữ vậy. Nếu trong buổi hẹn đầu tiên mà bạn nam lại bảo chia tiền, dù là ở ngay tại chỗ hay khi về đòi chuyển khoản, thì điều đó có thể nói lên khá nhiều điều về bạn. Đành rằng không có điều luật nào bắt buộc bạn phải trả hết, và việc bạn đòi hỏi chia đôi là rất công bằng giữa hai cá nhân riêng biệt. Thậm chí bạn có thể nghĩ, cô ăn nhiều hơn tôi chia đôi là còn rộng lượng chán. Nhưng những suy nghĩ đó thể hiện rằng bạn đang coi đối tượng hẹn hò chỉ là một cá nhân riêng biệt nào đó mà do dòng đời đưa đẩy, bạn có cơ hội ngồi ăn hay uống chung với họ, chứ không phải là một người đặc biệt mà bạn có cảm tình. Và nếu bạn không thể rộng lượng với một người bạn có đủ cảm tình để mời đi hẹn hò, thì bạn có thể tự đánh giá được bạn là người thế nào rồi đấy. Mặt khác, việc con trai trả tiền trong buổi hẹn đầu tiên không phải là vì cho rằng con gái không thể trả tiền cho phần của họ, mà đó là một phép lịch thiệp ngầm nhưng tối thiểu của một gentleman. Ngày nay, rất nhiều bạn gái có tư tưởng hiện đại cũng như biết tự kiếm tiền, thậm chí có thể bao luôn phần của người con trai. Nhưng vì khi người con trai yêu cầu cưa đôi ngay lần gặp đầu tiên, nó đi ngược lại phép lịch sự kia, nên nếu bạn đòi làm như vậy, họ vẫn sẽ thoải mái trả tiền cho bạn, nhưng khả năng rất cao là bạn sẽ không có buổi hẹn tiếp theo, hoặc chí ít là họ sẽ cảm thấy có gì đó gần gợn trong lòng, đã khá là một điểm trừ ngầm. Có thể là do người con trai đó trước giờ chỉ chơi với con trai, thiếu kinh nghiệm tiếp xúc với phái nữ và nghĩ rằng họ cũng nên sòng phẳng như với các anh em khác vậy. Có thể người con trai đó chỉ chấp nhận đầu tư không lợi nhuận khi hai người đã chính thức là người yêu. Có thể người ấy đang gặp khó khăn về tài chính, cũng có thể người ấy là một người keyboard kẹt xỉ. Dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì các cô gái cũng nên gắn một cái thẻ vàng cho anh ta nhé. Nói là thẻ vàng vì đây không hẳn là một điều gì đó xấu, mà chỉ là nó không phải là chuẩn mực của phép lịch sự theo nghĩa truyền thống mà thôi. Nào, mình muốn nhấn mạnh lại quan điểm của mình là con trai nên chủ động trả tiền trong buổi hẹn đầu tiên, chứ không phải là trong suốt quá trình hẹn hò hay yêu đương đâu nhá. Như đã nói ở trên, quan điểm của mình nằm ở giữa việc con trai trả tiền hết và chia đôi sòng phẳng. Tức là, mặc dù con trai nên chủ động nhận trách nhiệm trong buổi hẹn đầu tiên, nhưng các bạn nữ cũng nên có ý thức tự giác và gánh bớt phần trách nhiệm ấy cho các bạn nam. Nó không nhất thiết phải là sự rõ ràng về mặt tiền nong, kiểu như hóa đơn hết 113.000 thì mỗi người sẽ phải trả 56.500, mà nên chia theo lượt. Ví dụ, hai người rủ nhau đi xem phim, bạn nam chủ động đứng vào quầy mua vé, thì bạn nữ cũng nên chủ động nói, anh chở đây mua vé nhá, em đi mua nước và bỏng đây, anh có ăn gì không? Hoặc, chàng trai đã rủ bạn đi ăn, và sau đấy hai người đi uống nước, thì bạn gái chủ động trả tiền nước. Hoặc đơn giản là, lần này anh trả tiền, thì lần sau em trả tiền. Làm như vậy thì vừa được công bằng, mà các chàng trai lại vẫn có dịp cảm thấy thỏa mãn, bởi đã hoàn thành được nhiệm vụ chu cấp bản năng của mình. Một kinh nghiệm nhìn người cho các anh em là, ngay từ đầu hãy để ý xem cô ấy có chủ động cưa tiền với bạn không. Ngay cả khi đã xác định buổi hẹn đầu tiên chúng ta sẽ trả hết, nếu cô ấy biết chủ động ngỏ lời san sẻ, thì dù chúng ta biết là chúng ta sẽ từ chối và không để cô ấy trả, chúng ta vẫn sẽ có ấn tượng tốt về cô ấy, thậm chí tôn trọng cô ấy, rằng cô ấy là một người tự lập, văn minh. Ngược lại, nếu từ đầu tới cuối, dù đã ăn chơi mấy ca rồi, từ đi uống nước, xem phim rồi đi ăn, cô ấy biết rằng bạn đã phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ, mà vẫn im ỉm không có động thái gì mỗi khi trả tiền, thì dù đó là buổi hẹn đầu tiên, bạn cũng hãy gắn một red flag vào đó. Nhất là khi cô ấy luôn là người chủ động chọn chỗ ăn chơi đắt tiền, sang xịn, nhưng từ lúc tính tiền thì lẩn đi chỗ khác, thì có lẽ không nên có cuộc hẹn thứ hai. Nếu cô ấy có đủ tinh tế để muốn nhường cho bạn quyền trả tiền trong lần đầu hẹn đầu tiên, thì cô ấy cũng sẽ đủ tinh tế để chọn những chỗ có giá vừa phải để bạn không phải mất quá nhiều tiền. Nếu bạn có đủ sự rộng lượng và tài chính để cho cô ấy cơ hội thứ hai, thì hãy để ý xem cô ấy có tiếp tục làm như vậy ở trong buổi hẹn thứ hai hay không. Cá nhân mình thì mình chỉ kiên nhẫn quan sát tới lần thứ hai. Nếu cô ấy vẫn làm thế thì sẽ không có lần thứ ba nữa.
Nếu vì một lý do gì đó mà bạn cảm thấy quan sát không thôi là không đủ và bạn muốn chắc chắn thì bạn có thể có một bài test nhỏ để xem cô ấy phản ứng thế nào với việc trả tiền. Ví dụ, khi bạn đưa cô ấy đi xem phim thì hãy dành phần mua vé và nói với cô ấy: "Để anh mua vé cho, em đi mua đồ uống và bỏng đi." Và xem cô ấy có tỏ ra khó chịu hay không. Hoặc khi tới lượt mà bạn nghĩ là cô ấy nên trả tiền, hãy thử chờ cho cô ấy đi trước và quan sát xem cô ấy có định rút ví ra trả hay không. Khi quan sát thì bạn phải quan sát thật nhanh, đừng chờ bao giờ cô ấy trả tiền mới thôi, vì như vậy thì sẽ tạo ra tình huống không được thoải mái cho lắm. Nếu bạn cảm thấy cô ấy không định trả tiền thì hãy nhanh chóng trả tiền cho xong và không hẹn cô ấy lần tới nữa. Nếu bạn thấy cô ấy định rút ví ra trả thì hãy thêm vào câu "để anh trả cho" và xem phản ứng của cô ấy thế nào. Lý tưởng nhất thì cô ấy sẽ dành phần trả và có những lý do đại loại như: "Thôi coi như em mời, coi như trả công anh chở em đi chơi." Hay: "Thôi anh trả bữa ăn rồi thì để em trả nước." Khi này thì bạn cứ để cô ấy trả. Ở thời đại này thì việc chia lượt như vậy là văn minh chứ không phải là điều gì đáng xấu hổ nữa. Còn nếu bạn vừa mở lời mà cô ấy cất ví vào ngay thì cũng nên quan sát thêm những lần nữa nhé. Kinh nghiệm nhìn người cho các chị em là: nếu anh ta là người nhất quyết trả hết và trở nên khó chịu hay giận dữ khi bạn ngỏ lời muốn chia tiền, dù là một phần hay trả hết, vì cho rằng đó là coi thường anh ta, thì đó rất có thể là dấu hiệu của một người con trai có chứng mặc cảm tự ti. Sâu bên trong họ có thể là có một nỗi lo thường trực rằng mình nghèo, không đủ nam tính hay không đủ vững chắc cho người khác dựa dẫm, và sợ bạn nhận ra điều đó nên mới phải luôn thể hiện ra bên ngoài rằng anh ta lo được cho bạn để trấn an nỗi mặc cảm bên trong. Và đương nhiên, ngược lại, nếu anh ta mặc định bạn là người trả hết thì cũng là người có vấn đề đáng chú ý. Và nếu bạn là người mặc định con trai sẽ trả hết thì vấn đề nằm ở bạn. Việc khi nào trả và trả bao nhiêu cũng là khá tế nhị và cần sự linh hoạt tinh tế, cần nhìn vào khả năng tài chính của mỗi người. Ví dụ bạn là một anh đã ra trường đi làm, còn cô gái thì vẫn đang năm 2 chưa đi làm, thì lượt bạn nhận trả tiền có thể nhiều hơn. Tới lượt của người nào đó trả tiền, nếu chỉ là 2 cốc nước và bạn biết rằng người ấy có thể trả chúng mà không có thiệt hại nặng nề về tài chính thì bạn có thể để người ấy trả tiền. Nhưng nếu là vé xem phim hơn 100k thì bạn nên chủ động Campuchia hoặc mua thứ gì đó có giá trị tương xứng để góp cùng, ngay cả khi bạn biết người đó có thừa tiền. Nếu cả hai người đều đã đi làm, đủ rủng rỉnh để không quan trọng hóa vài trăm bạc, hoặc đã có đủ thân thiết, đủ cảm tình và không còn phân định tiền anh tiền cô nữa, thì những quy tắc đó có thể du di đi được. Nào, vậy là đã bàn đủ nhiều về vấn đề ai trả tiền. Câu hỏi thứ hai dễ tranh cãi khi nhắc tới tiền và chuyện yêu đương là có cần phải có tiền thì mới nên tính tới chuyện yêu đương hay không? Câu trả lời của mình là có. Bạn thử nghĩ xem, dù bạn trả ít hay trả nhiều thì rồi cũng sẽ tới lượt bạn trả tiền nếu bạn có lòng tự trọng của riêng mình. Và khi đi chơi, hầu như chỗ nào bạn đi cũng phải chi tiền. Tiền nước, tiền bánh, tiền vé xem phim, tiền bỏng. Ngay cả khi bạn không đủ tài chính để tới những nơi như Starbucks hay Highland thì một cốc trà sữa nhỏ nhỏ cũng đã ít nhất 40k. Bạn chỉ muốn đưa người ta đi dạo trên phố đi bộ, gửi xe cũng đã mất 10k. Bạn thấy đấy, yêu đương thì cần có tình phí, dù ít dù nhiều thì bạn vẫn cần phải có tiền. Bây giờ câu hỏi đặt ra là cần có bao nhiêu? Cái này thì vô vàn lắm. Bạn có ít tiền không có nghĩa là bạn không thể đem lại những giây phút vui vẻ, hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng chắc chắn sự đa dạng cũng như chất lượng của những trải nghiệm mà bạn có thể mang lại cho cô ấy sẽ không thể nào tốt bằng khi bạn có nhiều tiền. Cứ cho là cô ấy không đòi hỏi gì nhiều ở bạn, cảm thấy ổn với việc hai đứa ngồi ở công viên hóng gió cho đỡ tốn tiền. Thứ nhất, bản thân bạn là đấng nam nhi với nhiệm vụ bản năng là chu cấp, rồi cũng sẽ có lúc cảm thấy tủi thân vì đã không thể đưa cô gái ấy vào quán cà phê điều hòa mát lạnh, sáng sủa, đẹp đẽ. Nhất là nếu có những người khác có điều kiện hơn bạn theo đuổi cô ấy thì bạn lại càng dễ cảm thấy tự ti, thậm chí nổi cáu, ghen tuông vô cớ, từ đó vô tình đẩy cô ấy ra xa khỏi vòng tay của bạn. Tới khi cô ấy mệt mỏi với mối quan hệ và tìm tới người khác thì bạn lại trách ngược là cô ấy tham tiền. Thứ hai, khi thu nhập của bạn thấp nhưng bạn vẫn muốn cho cô ấy có những thứ tốt đẹp nhất, bạn sẽ phải làm tăng ca hoặc làm nhiều việc cùng một lúc. Khi đó, thời gian cho cô ấy không còn, kết nối tình cảm nhạt nhòa dần và mối quan hệ cũng dần tan vỡ. Đây cũng là một sai lầm phổ biến của nhiều chàng trai, nhất là những bạn sinh viên. Khi cô gái chia tay, họ sẽ ca thán rằng: "Tôi đi làm vật mặt ra như vậy để kiếm tiền đưa cô ấy đi du lịch xa, ấy thế mà chưa kịp thực hiện thì cô ấy đã đi theo thằng khác." Nghe thì có vẻ chàng trai là nạn nhân, nhưng ít ai thấy được nguyên nhân sâu xa rất có thể là do chính chàng trai ấy. Thực ra những người con gái có giá trị nội tâm cao hiểu rõ được cái gì cũng có giá của nó. Họ hiểu rằng nếu bạn là một chàng trai trẻ mới ra trường, vẫn còn đang trong quá trình gây dựng sự nghiệp, thì việc bạn phải tập trung cho nó và có ít thời gian để ở bên cô ấy hay đưa cô ấy đi chơi là điều dễ hiểu. Nhưng điều đó không có nghĩa họ có thể gạt đi nhu cầu tình cảm của mình và sống trong một mối quan hệ như một khúc gỗ, chờ tới ngày bạn thành công mới quay ra quan tâm cô ấy được. Như bạn nam nghĩ rằng nhu cầu tình cảm của phụ nữ chỉ có thể được thỏa mãn bằng việc tặng cho cô ấy những món quà đắt tiền hay đưa cô ấy đi du lịch, bởi đó là cách duy nhất mà bộ não đàn ông nguyên thủy của họ
biết để thể hiện tình yêu. Nhưng thực ra, ngay cả khi bạn đi làm bận từ sáng tới tối, chỉ cần bạn tranh thủ 2-3 phút rảnh hay thậm chí 1 phút trong lúc bạn đi vệ sinh, nhắn cho cô ấy một cái tin rằng anh nhớ em quá, trưa nay em ăn gì rồi, mong về được ôm em quá, vân vân và vân vân, thì nhu cầu tình cảm của cô ấy đã được lấp đầy rồi. Ngày nay với nhiều dịch vụ giao hàng tận nơi thì bạn có thể đặt đồ cho cô gái để gây bất ngờ và làm cô ấy vui vẻ cả ngày, ngay cả khi bạn không thể ở bên cạnh cô ấy. Nhắc lại, nó hoàn toàn không cần phải là thứ đắt tiền. Nó có thể là đồ ăn, một con gấu bông nho nhỏ, một cái móc khóa xinh xinh. Cái quan trọng là bạn đã trao cho cô ấy cảm giác được yêu thương, trân trọng, và đó sẽ là thứ giữ họ ở bên bạn trong khi bạn bận bịu xây dựng cơ đồ. Vấn đề khó khăn nhất và cũng là quan trọng nhất ở đây là tìm được người con gái hiểu chuyện. Phải hiểu chuyện thì cô ấy mới hiểu được rằng đây là những gì tốt nhất bạn có thể làm bây giờ cho cô ấy, và cô ấy sẽ trân trọng điều đó. Cô ấy cũng là một người tự lập, sẽ cảm thấy ổn khi về ở một mình, đương nhiên là trong thời gian ngắn thôi nhá, đừng để cô ấy một mình quá lâu. Và khi ở một mình thì cô ấy cũng sẽ biết tự tạo ra niềm vui cho mình thay vì cảm thấy cô đơn. Một người con gái không hiểu chuyện thì sẽ vừa đòi bạn luôn dành thời gian nhiều cho cô ấy, nhưng vẫn phải có một việc lương cao. Khi bạn bận đi làm thì cô ấy sẽ ăn vạ, nói rằng bạn không chú ý quan tâm tới cô ấy, rằng cô ấy cảm thấy cô đơn và lấy đó làm lý do để tìm tới người con trai khác đem lại sự chú ý mà cô ấy cần. Các bạn nam nhớ nhá, nếu gặp phải những cô gái như vậy, đừng hạ mình xin lỗi. Nếu bạn đang tập trung làm việc gì đó, đã cố hết sức để cho cô ấy biết rằng bạn vẫn nghĩ về cô ấy, vẫn nhớ về cô ấy, vẫn yêu cô ấy, mà cô ấy vẫn còn đòi hỏi nhiều hơn, thì có nghĩa khả năng của bạn đơn giản là không khớp với nhu cầu của cô ấy, chứ không phải là cô ấy đúng, còn bạn sai. Nếu bạn xin lỗi vào những lúc như vậy, cô ấy sẽ càng được thể lấn tới, cho rằng những đòi hỏi của cô ấy là đúng và càng có lý do hợp lý để tìm tới người khác. Hãy bảo vệ quan điểm của mình, và nếu cô ấy nhất quyết không hiểu chuyện, hãy để cô ấy ra đi, vì bạn có lẽ sẽ không bao giờ làm vừa lòng cô ấy đâu. Thứ ba, không phải ai cũng cần vật chất, nhưng ai cũng muốn vật chất, nam hay nữ cũng vậy thôi. Không có người con gái nào lại nói, suốt đời này em ngồi ghế công viên hóng gió thôi cũng được anh ạ. Ngay cả khi cô ấy hiểu chuyện rằng bạn vẫn còn đang trong quá trình bắt đầu sự nghiệp nên thu nhập chưa có nhiều hay không ổn định, và cô ấy không đòi hỏi nhiều ở bạn. Nhưng nếu một ngày được bạn tặng cho một thỏi son xịn hay đưa đi xem phim, ăn nhà hàng, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích. Những bạn gái nào mà thực sự tin rằng chỉ cần anh yêu em là đủ, theo mình là những bạn gái chưa thực sự trải đời, và cái nhìn đó dù nghe rất sướng tai, nghe rất ngôn tình nhưng lại mộng mơ quá. Thực tế cuộc sống không có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu. Cứ cho là bạn cùng người bạn yêu xây dựng nên một câu chuyện tình yêu cổ tích, rằng hai bạn đi tới hôn nhân ngay cả khi anh ấy không có nhiều tiền để chăng nữa, thì tới lúc xây dựng gia đình, lúc có con cái, bạn mới thấy tiền quan trọng như thế nào. Còn các bạn nam, ngay cả khi bạn tìm được một người con gái sẵn sàng yêu bạn không vụ lợi khi bạn chưa có gì trong tay, không có nghĩa cô ấy vẫn sẽ yêu bạn nếu sau 5 năm bạn vẫn lười nhác, dậm chân tại chỗ và đổ tại cho số phận. Cái họ cần thấy không nhất thiết phải là ngay lập tức có một chiếc iPhone Pro Max bóng loáng, mà là nỗ lực hàng ngày của bạn để trở nên tốt hơn, để cải thiện cuộc sống trở nên tốt hơn. Nói tóm lại, yêu đương cần phải có tiền. Nếu bạn có ít tiền, bạn vẫn có thể đem lại hạnh phúc cho một cô gái, nhưng trải nghiệm sẽ bị hạn chế và cả hai bạn sẽ phải chịu thiệt thòi ít nhiều. Bạn cũng không cần phải có quá nhiều tiền, chỉ cần bạn kiếm được mức thu nhập tầm trung, một tuần đưa bạn gái đi xem phim hay ăn ngoài một lần vào cuối tuần, thi thoảng mua được cốc trà sữa hay một cái bánh thôi là cũng đã đủ làm cho mối quan hệ trở nên sinh động hơn rồi. Sẽ tốt hơn nếu bạn có thu nhập ổn định ở mức chấp nhận được trước khi bước vào một mối quan hệ, vì phải lo được cho mình thì mới lo được cho người khác. Còn thế nào là chấp nhận được thì tùy vào lối sống và mức độ chi tiêu của mỗi người nhé. Ngoài ra, khi mới trong giai đoạn yêu đương, bạn chỉ phải lo về tình phí, nhưng nếu hai bạn đã tính tới chuyện xa hơn thì lại càng cần phải chuẩn bị thật nhiều tiền để xây dựng tổ ấm cho mình. Những kinh nghiệm cho những ai đang chuẩn bị kết hôn thì mình sẽ chia sẻ ở các vlog sau nhé. Rất mong vlog vừa rồi đã giúp được các bạn ít nhiều. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.